chú hịch nhau u nụ. Ông ngoại điện hay gì vậy? Cái này không lấy hả? Tôi có khách tạo khi sao với khai vậy? Cũng bớt đầy đủ nè. Nó ngu hơn mày, mày dụ tao. Tao đẻ mày mà như mày có đẻ tao đâu hả? Bến Ninh Kiều đó nó có gì vui? Đi bằng đêm đó nha. Tôi đi qua lại hoài mà tôi không có nhiệt giá được. Lúc đi bằng cái trận đó, qua lại hàng ngày luôn mà không có gì vui đó cho. Đi bằng đêm đó. Bằng đêm có đèn. Mình giúp nhau. Ninh Kiều nó nằm Cần Thơ. Cần Thơ có ai cắt vàng. Đi mà. Có gì? Đi mà cũng như mình cho nó vui. Cái này bỏ mà. Mình lên mạng là gì chưa? Dạ. Ba mẹ nói lên chưa cái này nè. Dạ chưa thôi. Người cho nó đẹp luôn. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, ngó qua dòm đỡ nghĩ gì không dám. Cần Thơ là trắng nước trong. Cái chuyện quay trọt rồi đó. Nó bán được quá đó. Ngồi chỗ đó. Vì nó có quà tay bán được quá đó. Thì người ta đổ ra ghét. Dạ. Ngày hôm qua đây chị đi xuống huyện Bầu Bàng á. Công an trong huyện Bầu Bàng nó chặn ảo gì đó. Dự hội thảo gì hai ngày chưa qua với bữa nay nè, thấy cái đường giữa mà xe du lịch ở dưới huyện Bầu Bàng là không cho vô đó, giao thông nó chậm lại hết rồi, giao thông nó cuộc cơ động cũng chỉ có tét nằm cái có chừng anh Thanh bước ra tét. Chi nhóm vô đi. Lăn đùm nhóm đi. Chị xuống quá. Cái chuyện cứ ai nói chứ. Nhiều cặp đó. Cặp này cái độ có đẹp không chừa nó thôi.